Mình xin chào các bạn. Hôm nay mình lại đang có mặt tại Đại Lý Vĩnh Hòa, nằm trên đường Hùng Vương. Thì hôm nay mình sẽ ra đây mình báo giá dòng xe Winner giữa tháng 6 cho các bạn. Thì Vĩnh Hòa có đến 5 cửa hàng, mình sẽ lần lượt để ở trên màn hình cho các bạn. Hôm nay mình sẽ ra đây mình báo giá dòng Winner ha, mới nhất giữa tháng 6. Và hiện giờ Winner này đang có chương trình góp lãi suất 0%. Thì vừa rồi có một bạn vẫn thắc mắc với mình là khi góp xong xuôi cái giá chênh lệch với giá gốc có nhiều không, có lên đến vài triệu hay không. Chút nữa mình sẽ gặp bạn nhân viên ở bên ngân hàng để mà mình làm rõ vấn đề này luôn ha. Bây giờ mình sẽ báo giá trước một cái, và cái giá này mình báo là chưa có bao gồm phí lăn bánh nha các bạn. Còn vấn đề trả gốc 0% á, chút nữa mình hứa các bạn mình sẽ đến bạn nhân viên mình hỏi vấn đề đó cho các bạn ha. Hiện tại rất là nhiều ở đây nè, bên này nè các bạn. Ngoài màu của Honda còn có những màu độ của cửa hàng đó các bạn. Bây giờ mình đến với phiên bản Winner thể thao là không có phanh ABS. Ví dụ như là đây, màu xanh nè ha, màu xanh này, để mình xem còn màu nào nữa không. Những bạn nào mà có xem video trước đây của mình á, thì có thể sẽ biết được. Ví dụ như màu đen cam này nữa nè, cũng là phiên bản thể thao không có phanh ABS ha. Thì dòng này hiện đang có giá thấp nhất là 39 triệu rưỡi đó các bạn. Một cái giá đang rất là đẹp, rất là ok rồi. Rồi, đến với phiên bản mà camo. Phiên bản camo màu xanh bạc đen và màu đỏ bạc đen. Đây nè các bạn, đây là màu xanh bạc đen ha. Màu xanh bạc đen ở đây. Rồi, màu đỏ bạc đen thì ở bên này, để mình cho các bạn xem luôn một cái. Rồi mình báo giá luôn ha. Đây là màu đỏ bạc đen nha các bạn. Những bạn nào mà theo dõi kênh mình từ lâu á thì sẽ rất là gần cái màu này rồi ha, màu đỏ bạc đen camo. Thì dòng này á đang có giá là 41 triệu. 41 triệu ha. Rồi phiên bản màu đen mờ. Lúc trước á thì hai phiên bản này á ở Vĩnh Hòa bán giá bằng nhau, nhưng bây giờ màu đen mờ nó hơi nhỉnh hơn một chút xíu, nó sẽ có giá là 42 triệu, tức là nó mắc hơn phiên bản này 1 triệu đó các bạn. Phiên bản đen mờ đây nè các bạn ha, màu đen mờ và có cặp phục màu vàng đồng, và đương nhiên cả hai đều có phiên có phanh ABS nha các bạn. Một trang bị rất là hiện đại ha. Rồi tiếp theo mình đến với phiên bản mà đường đua. Thì phiên bản này đang có giá là 43 triệu, phiên bản HRC đó các bạn. Đây, và đương nhiên là cũng có phanh ABS ha, một trang bị rất hiện đại ở đây ha. Rồi tiếp theo phiên bản cuối cùng là phiên bản thể thao mà có phanh ABS mới vừa về cách đây không lâu ha, đang có giá là 45 triệu, thì nó sẽ là cái giá cao nhất nha. Cửa hàng thì có rất là nhiều phiên bản màu độ. Thì màu độ các bạn sẽ có giá là 45 triệu đó các bạn. Ví dụ như đây nè, màu độ. Thì mình thấy thường là những cái màu độ cửa hàng lên từ phiên bản đen mờ đó các bạn, nó có sẵn cặp phục vàng đồng rồi, độ màu lên nó sẽ đẹp hơn ha. Bây giờ nè, chút nữa mình quay lại màu độ cho các bạn. Bây giờ mình sẽ qua bạn nhân viên bên đó để mình cho các bạn tham khảo cái giá mà không bằng cho lãi suất này như thế nào ha. Mình qua ngay, chút nữa mình quay lại màu độ nha các bạn. Mình sẽ gặp một bạn nhân viên nữ ở đây là bên HD Sài Gòn ha. Chào bạn. Vừa rồi thì có rất nhiều bạn là comment vào kênh của mình là lo vấn đề mua trả góp không bằng trăm lãi suất thì sẽ bị đôn lên cái giá là 1-2 triệu, vài triệu luôn á. Thì hôm nay làm rõ vấn đề này, tức là khi mình mua trả góp không bằng trăm lãi suất á thì cái giá chênh lệch nó nhiều không? Cái này ví dụ như tùy cái khoảng dây của mình dây lại thôi, nhưng mà không lãi suất thì thực chất là không lãi suất, là gì như quảng cáo không lãi suất, nhưng mà vẫn có cái phí chênh lệch. Cái phí chênh lệch là phí thu hộ của bên chỗ thu hộ. Ví dụ như mình đi mua xe trả góp thì đóng tiền hàng tháng thông qua thẻ di động mua điện hoặc điện nó xanh, thì phí thu hộ đó 12.000 là bên công ty á, là nó sẽ cộng phí thu hộ vô khoản góp hàng tháng của khách hàng là 12.000. Ví dụ như góp một năm thì 12.000 một năm mình nhân lên thì nó 144.000 là trên lệch phí khoản đó thôi, còn không lãi suất thì chắc là sẽ không lãi suất rồi.
Tại vì có nhiều bạn cứ lo là sau khi góp xong á, cái phí chênh lệch nó bằng vài triệu á. Tùy ví dụ như tùy dòng xe thôi, nhưng mà cái dòng xe nào được quảng cáo 0% lãi suất thì nhất định sẽ 0% lãi suất, là không có lãi. Chứ đâu phải quảng cáo này mà làm cái kia thì nó không đúng sự thật, là nó không được. À ok. Dạ. Thì các bạn vừa nghe rồi đó, sau khi mà các bạn góp xong thì cái phí chênh lệch khoảng 100 ngoài ngàn thôi ha, không nhiều. Các bạn đừng lo ha. Rồi, cảm ơn bạn nhiều ha. Mình quay trở lại với cái màu độ nè. Đó, các bạn vừa nghe rồi. Thì khi đó mua với lãi suất 0% thì các bạn đừng đặt nặng vấn đề là nó chênh lệch giá cao quá hay gì đó. Không hề nha các bạn. Bây giờ các bạn đi trả góp thì cũng phải có nhân viên để mà thu cái tiền phí thu hộ, rồi tiền giấy tờ bút mực cho nhân viên nữa. Thì cái chuyện chênh lệch 100-200 ngàn là quá đổi bình thường. Đó, các bạn mua xe góp lãi suất 0% nó quá trời là rẻ rồi, mà chênh lệch chỉ 100-200 ngàn là chuyện đương nhiên ha. Phí bút mực, phí giấy tờ, rồi nhân viên thu hộ. Bây giờ mình sẽ quay lại với phiên bản màu độ ở cửa hàng. Thì màu độ có rất là nhiều luôn, mình phải đi tìm tại vì để rất là nhiều. Vì trước tiên là cái màu này, đây là màu sơn bóng đó các bạn, màu đen ha, tem HD4 nè, rất là nhiều. Bên này là màu xanh siêu măng nè các bạn. Những bạn nào thích màu độ nào á, có thể comment riêng cho mình để mình quay cận cảnh chi tiết cũng được. Màu xanh siêu măng nè ha, cũng là màu sơn bóng luôn. Và đây là một phiên bản màu Repsol. Mình nhắc lại, màu độ ở cửa hàng đang bán với giá là 45 triệu và được bảo hành là 1 năm màu sơn ha. Và những cái tem đấu trên này, các bạn nhìn nè, tem đấu ha. Và phiên bản Repsol này đã được độ luôn cặp mâm rồi, màu cam, đi theo tông của nguyên chiếc xe Repsol đó các bạn. Đây, làm gì làm thì mình nghĩ là cái phiên bản mà có sơn gập vành thế này, dàn chân á, thì sẽ giá cao hơn là phiên bản màu độ đó rồi. Mình nghĩ là có thể cao hơn là khoảng 1 triệu khoảng đó ha. Sơn gập vành, cái cản sau này sơn luôn màu cam luôn, đi nguyên series Repsol từ trước ra sau ha. Đây là màu độ nè các bạn ha. Màu độ này nó hơi na ná phiên bản thể thao mà có Panamera mới ra đó các bạn. Và mình thấy là tất cả đều lên từ phiên bản màu đen mờ ha, có cặp cụt màu vàng đồng đó các bạn. Mình tìm xem, mình nghĩ là còn màu độ rất là nhiều ở đây ha. Phía trước này nữa nè các bạn, đây là phiên bản Repsol. Nhưng mà phiên bản Repsol này mình nghĩ là hơi khác với trong ở trong showroom đó các bạn ha. Màu cam, màu trắng nhiều nè. Và cặp vành cũng được sơn luôn màu cam rồi. Để mình tìm xem còn màu nào nữa không ha. Bạn chờ mình xíu nha. Bên này có một chiếc nè các bạn. Đây cũng là phiên bản màu độ ha. Màu độ nè. Lên từ phiên bản màu đen mờ. Những bạn nào thích màu nào thì cứ comment cho mình biết để mình ra mình quay chi tiết cho bạn xem ha. Để mình xem còn màu nào nữa hay không ha. Hết rồi các bạn. Đây là những phiên bản màu của Honda. Màu đen, Damo, HRC ha. Và đại lý có độ màu theo cầu nha các bạn. Ví dụ như là cái màu sơn này chẳng hạn. Bây giờ ví dụ như vậy các bạn không thích cái màu ở đây là màu đen. Ha, cái phần mà dưới này là màu đen nè. Các bạn có thể yêu cầu sơn màu vàng hay màu xanh, màu trắng vậy đó chẳng hạn. Ở trên này màu này, các bạn muốn cho nó làm màu này luôn, màu trắng thế này ha, cũng được luôn. Đó, độ theo yêu cầu các bạn luôn ha. Rồi nếu mà sơn dàn chân thì mình nghĩ là sẽ cộng thêm 1 triệu quá, khoảng giá đó quá. Rất là nhiều ha. Và màu sơn này được bảo hành 1 năm nha các bạn.
Mình thì mình đặc biệt thích cái màu Repsol này, trông nó rất là thể thao, rất là nổi bật và cá tính. Rồi bây giờ mình xin kết thúc cái phần báo giá ở giữa tháng 6 này cho các bạn. Mình nhắc lần nữa là giá này mình chưa báo ra biển số nha các bạn ha. Còn cái phần mà góp lãi suất 0% á, mình đã nói rồi, mình gặp bạn nhân viên đã có bạn nhân viên nói rất rõ ràng là chỉ trên lệch khoảng 100 ngoài ngàn thôi các bạn ha. Rồi xin chào các bạn nha.